tử vi thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc, sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày .vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương đang phải đối mặt với nhiều sự cực đoan với chính mình. Một phần là do bạn không chịu lắng nghe lời khuyên của ai. Hôm nay bạn vẫn đang hoàn thành được nhiều nhiệm vụ khác nhau và sẽ có được tín hiệu hết sức đáng mừng. Về mặt tài chính, Bạch Dương không nên bởi vì tiếc tiền để mua khóa học hay mua sách để đọc, thế nhưng bạn hãy cân nhắc kỹ khi chi tiêu cho các khoản tiền dùng cho những bộ cánh quá sức đấy nhé. Trong phương diện tình cảm, có những chuyện mà tròm sao này cần bày tỏ cho nửa kia sẽ hiểu nhẫn nhịn để làm ai đó vui lòng, để rồi bạn lại quên mất người cần đang cần được yêu thương. Và bao dung thực chất là mình đấy nhé. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 10 và 55. 2 cung Kim Ngưu Tử Vi ngày 8 tháng 6 năm 2022 cho biết Kim Ngưu trở nên nhạy cảm với các phản ứng của mọi người. Bạn dễ có những đánh giá sai và phản ứng quá lên trong ngày thứ tư này. Kim Ngưu giỏi về một lĩnh vực nhưng điều đó sẽ không có nghĩa là bạn luôn đúng đâu đấy nhé, bạn cần biết lắng nghe mọi người nhé. Về mặt sức khỏe, những thói quen xấu về ăn uống đang ngầm hai chính bản thân bạn đấy. Hiện tại những mầm bệnh trong cơ thể khi đủ điều kiện sẽ tấn công khiến cho bạn sẽ không nào kịp trở tay đâu. Về mặt tình cảm vào ngày hôm nay sẽ là một ngày vui đối với các cặp đôi. Những bạn đang yêu sẽ trải qua giai đoạn hết sức vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Còn những ai đang độc thân cũng có những dấu hiệu khởi sắc may mắn khi đã tìm được một nửa của mình. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 06 và 78. 3. Cung Song Tử Song Tử nên biết kiểm soát cảm xúc của mình hơn nữa nhé. Cung Hoàng đạo này đang có những mong muốn đi xa so với thực tế đấy nhé. Với bất cứ chuyện gì đi nữa, bạn hãy nên kiên nhẫn khi đó mọi chuyện cũng sẽ diễn ra thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều đấy về mặt tình cảm song tử không nên có phản ứng thái quá khiến cho nửa kia cảm thấy sợ hãi hoặc là hiểu nhầm về một sự việc nào đó nếu cần cung hoàng đạo này hãy cứ từ tốn chậm rãi giải, giải thích mọi việc đi nhé tình trạng sức khỏe của song tử vẫn đang rất ổn định thế nhưng cung hoàng đạo này hãy nên chú ý hơn đến mình hơn nữa nhé với thói quen thức khuya dậy muộn ăn uống sinh hoạt không đúng giờ sẽ khiến cho mình phải gánh chịu những căn bệnh đấy nhé. Con số may mắn của song từ ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 20 và 66. 4. Cung cự giải bói tử vi trực tiến 12 cung hoàng đạo, cự giải đang ấp ủ những tham vọng riêng cho mình, thế nhưng bạn lại ngập ngừng vì cần sự an toàn việc này sẽ khiến mọi chuyện của bạn mãi chẳng đâu vào đâu cả dù bạn đã cố gắng hết sức thế nhưng cũng không thể nào đạt được các kết quả như mong đợi về mặt sức khỏe cự giải nên tập thể dục thể thao nhiều hơn nữa việc ăn rau quả thường xuyên và uống thật nhiều nước cùng với đó là một chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cho cơ thể duy trì được một thể trạng tốt hơn đó trong phương diện tình cảm có lẽ bạn không nên quá kỳ vọng nhiều ở đối phương Họ là người bình thường như bao người khác, nếu như đã chấp nhận đối phương thì cự giải cũng nên yêu tất cả thứ thuộc về họ nhé. Dù cho người ấy có không được bằng được người khác đi nữa. Con số may mắn của cự giải ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 05 và 66. Năm cung sư tử sư tử nếu như càng đối diện với áp lực thì cung hoàng đạo này càng mong muốn rời xa thực tế dường như những nỗi đau vẫn còn đang ngự trị trong lòng bạn mà không biết giải thích với bất cứ ai cả bạn hãy cứ là chính mình và tự tin thể hiện cá tính của mình nhé tình hình tài chính trong hôm nay của sư tử rất thoải mái và ổn định cung hoàng đạo này có đủ tỉnh táo khi mà tránh mua sắm những đồ vụn vặt không cần thiết tránh gây ra sự lãng phí tiêu tiền như nước như trước khi nữa. Về mặt tình cảm, tất cả những sự mong muốn của cung hoàng đạo này sẽ cần được bày tỏ càng cụ thể càng tốt. Chòm sao này chỉ càng trông khác lạ khi bắt người thương phải cố hiểu bạn đây nhé. Con số may mắn của sư từ ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 10 và 46. 6. Cung xử nữ sử nữ ngày càng trở nên thu hút và quyến rũ hơn nhiều. Cung hoàng đạo này tự tin thể hiện bản thân hơn. Khả năng lấy lại thăng bằng trong cuộc sống của bạn sẽ rất nhanh chóng và mọi người muốn học hỏi từ bạn. Cung hoàng đạo này có được sức mạnh khi bạn hiểu được bản thân là ai và vị trí của mình ở đâu. Sử nữ sẽ không ngần ngại mà sẽ dùng lời nói khen ngợi và động viên với đối phương điều này sẽ giúp cho bạn và người ấy sẽ thêm phần gắn kết hơn nhiều đồng thời đây cũng chính là động lực to lớn giúp cho bạn vượt qua được mọi khó khăn và vất vả một cách dễ dàng tình trạng sức khỏe của sử nữ đang cần được lưu tâm nhiều hơn nữa đó nhé chòm sao này cần quan tâm tới chế độ dinh dưỡng có trong các thực phẩm mà bản thân ăn nhé hãy nhớ hâm nóng đồ ăn để ngon miệng và hấp thu tốt hơn những dưỡng chất trong đó nhé con số may mắn của xử nữ ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 12 và 68. 7. Cung Thiên Bình Tử Vi ngày 8 tháng 6 năm 2022 của 12 chòm sao nói rằng Thiên Bình đang phải đối diện với sự phóng đại của cảm xúc và khi mà phải đấu tranh giữa lý trí và con tim. Bạn mong muốn cuộc sống sau này được ổn định thì hiện tại phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa nhé thể trạng sức khỏe của bạn đang rất tốt thế nhưng bạn hãy bổ sung và ăn cá thường xuyên vì chúng sẽ mang tới rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn đấy nhé bạn nên biết trong cá có rất nhiều protein dễ tiêu giúp cho hệ tiêu hóa hấp thụ dễ dàng hơn về mặt tình cảm có vẻ như hạnh phúc của thiên bình rất đơn giản bạn chỉ mong muốn có thể tìm thấy một ai đó để bầu bạn và chia sẻ tâm tư với mình yêu cầu của bạn không quá cao và cũng có rất nhiều người yêu mến và thầm thương trộm nhớ. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 05 và 35. 8. Cung bọ cạp bọ cạp có được cách cư xử đúng mực, cung hoàng đạo này sẽ không để cảm xúc chi phối hành động. Chòm sao này không nên kêu ca quá nhiều về điều mà mình đang không đạt được với đồng nghiệp nhé. Họ không những không giúp đỡ bạn mà sẽ càng khiến cho bạn gặp nhiều rắc rối hơn thôi. Cung hoàng đạo này đang quá tập trung vào việc tiết kiệm do đó sẽ không thể mua sắm một số đồ mà mình yêu thích. Bọ cạp nên đợi qua giai đoạn này. Bạn sẽ có được niềm vui khi mà số tiền trong ngân hàng của mình ngày càng tăng lên đấy nhé về phương diện sức khỏe, có thể thấy được cơ thể của bọ cạp đang rất khỏe mạnh. Dẻo dai hơn những gì mà bạn nghĩ, mọi thứ đang dần được cải thiện tốt hơn lên nhiều trong thời gian này. Bạn cần duy trì việc chăm sóc cơ thể như thời điểm này nhé. Con số may mắn của bọ cạp ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 24 và 78. Chín cung nhân mã nhân mã nên lựa chọn cẩn thận rồi nỗ lực hết mình với sự chọn lựa đấy nhé nếu không bạn sẽ lãng phí công sức đấy bạn không nên mãi cứ sống trong vùng an toàn quá lâu như thế nhé mà hãy chuẩn bị tâm lý để có thể đối đầu với các vấn đề khó khăn hơn nhé về mặt sức khỏe nhân mã nên dậy sớm sẽ giúp cho mình có được sự khởi đầu ngày mới tốt đẹp và tươi vui do đó chòm sao này sẽ cảm thấy rất mãn nguyện và hài lòng về mọi chuyện trong ngày hôm nay về mặt tình cảm để có thể tranh cãi là việc xảy ra trong tất cả các mối quan hệ nếu nửa kia của nhân mã đang có xu hướng bạo lực xin hãy chia tay và không nên kết hôn nếu như mà bạn không muốn cả đời cứ mãi rơi vào tình trạng mệt mỏi và đau khổ nhé con số may mắn của nhân mã ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 20 và 55. 10. Cùng ma kết tử vi hàng ngày 12 tròm sao nói rằng ma kết trong ngày hôm nay bạn cần cẩn trọng vì sự thơ ngây của bạn chính là tác nhân để người ta bị lợi dụng lừa dối bạn đó mình nhé. Khi bạn phải làm đi làm lại một điều gì đó nhiều lần, nó trở nên cũ mềm vì vậy lâu lâu bạn nên tìm ra những niềm vui mới cho mình tiền bạc của bạn đang được cải thiện rõ rệt trong thời gian hiện tại tuy nhiên lại chưa được dùng dình và thoải mái tiêu thế nhưng đủ khiến cho bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết nếu có bất cứ trở ngại gì chòm sao này hãy nên chia sẻ với đối phương để cả hai người có thể cùng nhau tìm hướng giải quyết và vượt qua khó khăn cùng nhau nếu không khoảng cách giữa bạn và người ấy sẽ càng trở nên xa cách hơn mà thôi. Con số may mắn của Ma Kết ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 03 và 22. 11, cung Bảo Bình Bảo Bình trở nên rất cố chấp và sẽ khó mở lòng với ai cả. Hôm nay, tròm sao này sẽ có xu hướng đổ lỗi cho người đối diện bạn không nên tự mãn sau khi gặp khó khăn mà hãy rút ra cho mình những bài học để rút kinh nghiệm trong những lần tiếp theo nhé về mặt sức khỏe với thói quen thức khuya khiến cho bạn sẽ rất dễ ốm hơn sức đề kháng bị giảm sút rất nhiều dù bận rộn thế nào thì cung hoàng đạo này cũng hãy nên cố gắng đi ngủ sớm hơn nhé về mặt tình cảm bảo bình hãy thể hiện cảm xúc tình cảm của mình với người ấy Cung hoàng đạo này cũng đừng để đối phương phải cảm thấy rằng mình chỉ đang lợi dụng tiền bạc hay tình yêu của đối phương mà thôi nhé. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 30 và 62. 12, cung Song Ngư tử vi phương Tây 12 cung hoàng đạo dự báo Song Ngư không quá quan tâm đến chuyện quá khứ nữa hôm nay có lẽ bạn cần nghiêm khắc với các quyết định của mình hơn một chút kỷ luật chính là chìa khóa dẫn bạn tới thành công trong cuộc sống đấy nhé về mặt tài chính để hạn chế việc chi tiêu quá tay cung hoàng đạo này nên quen với việc trả mọi vấn đề bằng tiền mặt hình thành thói quen sớm để có thể tránh phiền phức liên quan đến tới chuyện nợ tín dụng nhé về mặt tình cảm song ngư đừng ép cảm xúc của mình theo chiều hướng nào đấy chòm sao này hãy thả lỏng và lắng nghe những điều tận sâu trong trái tim của mình trước khi đưa ra bất cứ quyết định đó nhé. con số may mắn của song ngư ngày 8 tháng 6 năm 2022 là 06 và 88.